Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Chào mừng các bạn đến với game Zone Prime Nightmare. Đây là một game kinh dị theo Rebecca đọc bạn ấy. Hãy giữ lấy hạnh phúc tựa như nếu một chú chim vậy nhẹ nhàng nhất có thể. Chứ nếu nói rằng thổ kế vui vẻ cạnh bạn. Redlick Hover. Khiếp. Cái gì nhỉ? Game rồi bây giờ nói về cái mấy cái vụ gọi là đám cưới gì đấy trong mấy cái ngày này. Thì nó cũng gọi cô dâu thật xấu của đời bạn, tức là nghệ sĩ nó đi theo, điều đó có thể bị phá hủy thế nào mà nhưng mà tới người yêu cô nó không còn tí giác một lần nào nữa. Rip. Mình đọc nội dung ở trên mạng thôi. To đấy nhỉ. Là cái phê này. Ok, xin chào các bạn đến với lễ cưới ở trong thể thu qua là nó đồng ý. Sao cái đoạn này tụi em đang kinh vậy mà đi. Đọc y lại cái đoạn này. Đọc y lại luôn. Nếu các bạn nghe mình đọc cái gì thì các bạn cứ đọc đi nhá. What the fuck? Này đi. Đây là cái gì? Quầy. Phải bỏ trên ghế kia là không bỏ gì à? Thằng đúy này mày tự nhiên mày vào mày phá đám cưới người ta mày không biết được à? Cái chơi đọc số tay điều khiển và số tay mày cứ tỉnh táo chúc bạn biết kết thiết là với chơi có thể lưu chỉ thị cái khoản bài bệnh các máy anh chứ bạn làm được có một cái ngay trước mặt bạn ok có không cần phải nhắc mày đâu. Cái đẹp đấy.
21. Khi mũi tên di chuyển đến, điều tự nhiên chú ship mũi tên chạy đến hình như không hầu như trong RPG nào cũng gọi là gì nhỉ, cũng có nhìn nó a đi. Ồ, còn cái này này, a là đi nhẹ nhàng, hiện không tỉnh táo, s a s b đội tàu cao nhất là 12. Mày trước đội tình táo là mấy cái lá xanh kia. Tiếp xúc không, nếu thằng kia bắt được thì mất tỉnh táo là đúng rồi, nhưng mà sao lại tiếp xúc con bướm thì mất tỉnh táo là gì? Ok, mình đang cố điều kiện cái bình hoa. Thằng Vĩ nó ở trong đây à? Cái lồng bàn gì đang diễn ra vậy? Làm sổ tay đi. Cho cái này đều làm bố. Không chứ, trên cái tầm nhìn vẫn nó bị ảnh hưởng một số yếu tố sau. Tầm nhìn tăng nếu cái nến sáng hoặc chạy ngang hòa nó. Tầm nhìn giảm đến cái muốn lấy việc chạy nhẹ nhàng thì nó đi bắt được mình để trốn thoát với sự bản thân và thể là một cái thiên nhiên. Ở nhà mình đang tự hỏi là hồi phục cái điểm tỉnh táo bằng cách nào đấy. Thứ đáp chính này có hình gì này. Cô cần, cô nhất thiết phải chiếu hẳn cái cánh cửa lại cho tôi nhìn không? What the? Ô
Ôi thôi xong được rồi. Sao bạn mất điểm tá rồi, sao lại mất điểm tá nhỉ? Nên rất thì các bạn là cái hay lắm thì bạn, hay 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 hay, mày làm được rồi đấy. Con bướm kia cút ra. Cái lồng nhìn tao con bướm. Hay lắm thì bạn, vừa mới chơi mà mất gần hết điểm tỉnh táo rồi. Mình à, hay mất gần hết điểm tỉnh táo rồi. Hay lắm kìa, mày rất rất giỏi, rất giỏi, cái đấy rất giỏi. Con đã chơi quay bao nhiêu tay, quay tay quay bao nhiêu lần không có tiếng nhạc nào đó. Cái đấy là dĩ nhiên rồi. Ôi để quay lại đây. Oh my god. Tất cả là tay thằng đi kia. Oh ngon một mảnh kia. Cái quái nào mà mày sau cái sự kiện này mình bắt ký ức luôn vậy. Cầu lớn nó quá. Mình sao trên ghế nó có cái gì đó. Từ cái xác của cái bà kia đâu, cái bà gì bà sơ hay bà gì bà làm đấy, cái con này đâu rồi? Thẻ chưa chơi được tí gì mà cái cấu hình nó tụt như kịch điên như vậy. Nó xem mạng phòng này thôi. Con đuý hoa kia. Hai lát vừa vào phát được mình xử lý hết bằng lấy con đồng bướm trong bữa đi chơi lại nhỉ. Ô của phòng này được vì tôi quên mất. Mày thật thật như ai không?
của ta đâu. Vân sẽ xin lỗi. Mày phê à? Chứ không có chút nữa. Thân này càng lớn hơn ta tưởng. Giữ sức. Được cái quyển kinh thánh nó giữ cho nó may ở đấy thề. Tìm những người còn sống. Không bị giết không thể thấy. Không bắt được. Không bắt được. Cái này có tất cả là một bad end với một true end, một happy ending. Đây, đâu, như mình nhớ có cái đéo gì như vậy nhỉ. Có vậy nếu mình chặn cái gì vậy? Một bad end, một true end với lại một secret ending này. Một happy ending có 4 end. Đâu đến hậu tu bật nến à, cái nến ở trên tường. Vừa vào khó với bạn ơi. Tại sao mình đi ra? Ok các bạn đợi tí rồi đến khi mình tìm được cái mình. Xin lỗi các bạn là mình hơi ngu tí. Đấy. Chơi game có để ý đâu. Tiếp một cái là bàn phím mình nó bị nghiệt bất cứ đề phát hai vào đây trả lại gì đấy người sẽ giả về bảy han open in the jungle. Oh, không nên. Chúng ta nên chạy lên tầng thay vì chạy xuống dưới tầng. Quát tại sao không lên được? Thế nhìn tâu nhà thờ thì mà bảo mật giữ vãi. Nếu mình thắp sáng cái nến này. Vậy bằng cách nào tôi có thể thắp được nến vậy?
đây làm gì vậy? Nãy giờ chưa chơi được cái gì rồi nhá. Tôi phải thề luôn ý. Được ra. Cái gì rồi nhỉ? Không được à? Không biết mình chặn gì nữa. Chơi gà thì rửa bát tỉnh táo luôn chuyển đến. Sao mày không hướng dẫn tao về cách bật nến vậy? Từ mình có cái mình chưa thử nhỉ, từ đã xem nào. Ok, sau một hồi phê não thì cuối cùng mình cũng đã tìm được cái nến này. Sẽ hiểu ăn quá nhiều. Vậy đã. Giật thế. Gì đây gì? Bây giờ mình có thể khám phá được mấy kia rồi. Fuck. Đồng 6 xu. Ra con này nó nhìn nó ương nhỉ. Mấy hai con bướm đứng ngay cái chỗ không vào được luôn đấy. Giật vai cái trưởng à. Đẹp mà thắt được cái ấy rồi mà cũng chả sáng mấy. Mình nghĩ là cái thằng gì đó vừa dính dấu tay máu đây nó chui tầng hầm. Quá tối để nhìn.
Vậy mà không có cái gì trong nọ cả. Wow. Tụt FPS kinh vãi. Chế pro chưa? What? Quay hiện đại vậy? Thế nào vì thế nào? Những người mong ước sự chúc phúc thần thúy chứ không bao giờ bị bóng tối giải bẫy. Em đeo một lời thích cho mình. Tôi ký qua cái bàn nằm ra xa. Ô, xếp xếp. Sao này khiến mình khó chịu. Mình nghe tiếng bước chân rồi không? Có con bướm xanh xanh. Tối vãi trưởng. Đừng bảo tí nó chạy lên đây nhá. Không vui đâu bạn ơi. Tay gì đấy? Chết rồi. Ơ cái bộ vả, ai mà biết được? Làm sao tôi có thể biết được? May mà mình xếp new game đấy rồi. Chắc giờ đây chẳng có gì đâu nhỉ. Đấy à, lừa được đấy, lừa được đấy. Dám đánh dấu hỏi chấm rồi đấy, rồi bắt tôi nhìn vào đấy, cái nến có nhiều vậy mà có biết nào để giết cái nút bướm này không, không hiểu cái mục đích của nó khi cho mình xếp lên là gì, làm một cái câu đố loại này à. Đừng hỏi tại sao anh mới phá được một chiếc dễ dàng. Quá dễ để phá. Chắc trong đây. Trong cửa sách trong hộ nhà thờ. Ôi đoàn văn những ngày mong sức của mình. Mình có ẩn của mình bay. Mình biết đặc biệt không không? Mình tìm đến trong đó là văn người bị chế tả. Mình vẫn đã đăng ký sinh nào những đối xử thứ nhất. Thế này thì có nguyên một bài thơ đám cưới. Cái gì đó cũng vậy thì cũ là phong tục người Anh bắt nguồn từ bài thơ trẻ con thế này này chưa gì đó cũ chưa gì mới chưa gì mới chưa gì màu xanh nữa bên trước sáu số ba trong sách dài của em mình có này vậy là mình có đồng 6 xu. Đâu tôi không xem cái này. Ok, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Jun Bright Nightmare. Nói chung thì game này là khó chơi phết đấy. Mình còn là mình đi mãi cũng chả được cái gì cả. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của game này. Bye bye.